Chào mừng các bạn đã đến với kênh Anh Nhiều Đe Thưa các bạn, kênh chúng ta thì có rất nhiều các sự kiện ngon Và đặc biệt là đến nền tảng bài biết mình là một có thể coi là một kênh mà chuyên săn những kèo bài cùng với anh em và chúng ta chắc chắn là anh em cũng không hề thất vọng khi mà anh em theo những kèo bài cùng với mình vì anh em thấy là rất nhiều kèo bài gần đây đã đem lại những cái pro rất là tích cực cho anh em có những cái pro tất cả anh em trên kênh tham gia nên được được từ 150 đô đến 100 đến 200 đô trong một cái kèo game hôm trước chúng ta đã cùng nhau tham gia trong một sự kiện mà không ai nghĩ là sẽ trả nhiều như vậy đúng không ạ Rồi gần đây rất nhiều các cái event cũng đã trả về chúng ta từ 39 đô đến 60 đô Rồi gần đây rất nhiều cái sự kiện ngon đem lại bài biết rất nhiều kèo chất lượng cho anh em Và hôm, nay thì mình đã chia sẻ với anh em một cái dự án vừa lít vào lúc 17 giờ hôm nay Và bây giờ tiếp tục có một cái dự án sẽ lít vào 20 giờ hôm nay Nhưng thời gian sự kiện đã bắt đầu chạy rồi và hy vọng là tất cả anh em trên kênh chúng ta Chúng ta đều có thể kịp thời tham gia ở ngay những cái thời điểm mà sự kiện vừa ra thực tế thì mình cũng vừa mới về và sự kiện cũng vừa mới ra và mình uh, thấy thì mình chia sẻ lập tức cho anh em luôn với các cái kèo của bên Bybit. bit. Uh, thưa anh em uh, uh, ngày tới đây thì lúc uh, 20 giờ ngày hôm nay thì sẽ có một cái kèo cực kỳ ngon luôn, kèo này rất là ngon nhé. Điều là nó chúng ta không biết đến thôi. Chỉ còn hôm nay nít tinh mới để ý thôi. Đấy, đó là kèo Vertex Protocol. Kèo Vertex Protocol thì sẽ list ở trên nền tảng Bybit vào lúc 1 giờ PM UTC, tức là 13 cộng 7 bằng 20 giờ tối nay. Uh, và hiện tại thì uh, kèo này thì đã bắt đầu một chạy một cái event uh, từ lúc 17 giờ ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào uh, uh, lúc 20 giờ ngày mùng 4 tháng 12 nhưng mà các sự kiện thì sẽ là các sự kiện FCFS vì vậy cho lên cho lên là chúng ta cần phải tham gia thật sớm nhé uh, Ok và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em về cái dự án này À, trước tiên à, mình review một chút bởi vì là mình chỉ sợ là anh em đu đỉnh thôi đúng không ạ mình muốn review tiềm năng một dự án nó sẽ đánh cái giá rơi qua tối nay thì mình sẽ đưa ra một cái test giá mục tiêu cho anh em để anh em chúng ta có thể có một cái căn cứ khi sàn anh em biết được cái vùng giá nào nó tương đối là ok tức là mình định giá sơ sơ cho anh em thôi thực ra nó không thể hoàn toàn chính xác được nhưng mà tối nay mình sẽ có cái phần định giá cho anh em thì đối với cái án vertex ở đây là một cái dự án sàn giao dịch desk Uh, dự án này thì có cả các tính năng earn và borrow tức là earn và stake có thể là xem là dự án này hình như là có cả về, về tí mảng future chỉ cần đơn giản nhất các bạn ấn vào start trading thì các bạn sẽ thấy được cái sàn tech này mà không như là chúng ta đã từng giao dịch rồi nếu nhớ không nhầm là hình như chúng ta đã dịch rồi còn không biết là đã rồi hay chưa nhưng mà đáng tiếc thật sự là đáng tiếc là chúng ta đến thời này giờ này mới biết chứ nếu mà biết sớm thì các bạn có thể cùng với mình săn được chơi tích nhưng mà hình như là chưa 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 giao dịch đơn giản nhất là xem mình có đẹp hay không thôi chưa có đẹp các bác ạ chưa có đẹp chưa có đẹp thì chưa giao dịch rồi tiếc nhỉ nếu mà giao dịch rồi thì khéo lại bú thơm hơi tiếc đấy. nói chung là thôi tiếc cũng để đấy thôi chứ còn giờ này thì giao dịch cũng chả có cái vị gì nữa rồi đấy. thực ra thì mình cũng sẽ dẫn cái link sàn cho anh em xem cũng được anh em là chúng ta muốn tìm hiểu tìm hiểu thôi nhưng mà giờ này thì chơi thì khả năng là hơi muộn rồi đó Uh, trước tiên là phải nói về một cái kèo dự án này thì ở trên mạng Arbitrum và cái nền tảng Arbitrum anh em biết rồi các dự án rất là hot đúng không ạ Các dự án chạy Arbitrum thì nói chung là rất ok đấy Không biết là dự án này như thế nào nhưng mà cụ thể thì chắc chắn mình nghĩ là dự án này cũng rất ngon Lý do tại sao mình nói dự án này ngon sẽ có rất nhiều yếu tố và yếu tố đầu tiên Đó là mình đã có thông tin về vòng gọi vốn của dự án này Dự án này thì uh, có bán AIO nhưng mà thực tế là bán ở bên startup thôi. Nó này kiểu dạng arops ấy thì không 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 đáng nói làm gì. Arops ở sàn lúc meeting mà không không có đáng nói gì cả. Nhưng mà có một những cái thành phần uh, fan uh, fan và baker. Anh em có biết Winter uh, Winter uh, Motor không ạ? Đấy Winter Motor mình đọc tiếng Anh cũng giỏi lắm. Đấy Winter Motor là một trong những bọn mà thường xuyên là giết anh em trên Future đấy mấy cái đợt funding date vừa rồi nếu mình nhớ không nhầm là toàn bọn này kéo này đấy và anh em thấy là dự án này thì có các quỹ đầu tư dự án tổng gọi vốn đã lên tới là 10,91 triệu đô và dự án này thì uh, uh, có gọi vốn được cả HTX còn cả Arbitrum nữa cơ Arbitrum anh em nha mình phải nói anh em anh em biết Arbitrum uh, Foundation đúng không ạ đó đây là cái cái đơn vị phát triển mà Arbitrum luôn ngon đúng không ạ dán này là dán chất lượng đấy tại sao mình nói như vậy đây sẽ là yếu tố cấu thành để kéo lên giá lên và chúng ta có một căn cứ về giá yêu của án bán ở bên uh, get startup là 0,3 đô đấy một cái căn cứ rất là mạnh mẽ để chúng ta tin tưởng là án này là một án ngon và đây sẽ là một cái mốc giá để anh em có thể căn để các bạn tối nay lead nhé rồi đối với cái dự án này thì uh, tổng cung của nó đây tổng cung nó là một tỷ uh, tỷ một tỷ đô Uh, ok sau sorry anh em 1 tỷ uh, token đấy. Public thì rất là nhỏ. Huy sale thì anh em thấy là Huy sale là chỉ có ở bên Gate nó đá đẩm tí ở bên startup thôi. Cái lượng này thì nói chung là muỗi thôi, không đáng kể đúng không ạ? Chưa được một triệu. Đấy, không đáng kể là gì cả. Cái lượng này gọi là uh, gần như là nó làm lốp tí làm My Media yêu không đáng kể là gì cả nhá. Gần như là không có bán radio tí nào luôn. Đấy, còn ở đây thì uh, bên này cũng có cái định giá của dự án và mức lãi nhưng mà thực tế cái này nó cũng không có tác dụng gì cả cái startup thì cứ được mấy đồng đâu ok và bây giờ thì chúng ta sẽ uh, tìm hiểu thêm một tí nữa mình có thông tin từ twitter dự án nếu anh em để ý theo dõi twitter của dự án vertex này thì anh em thấy là tối nay dự án sẽ nít rất nhiều sàn bao gồm bybit bit, uh, bitget kucoin rồi gate rồi htx rồi rất rất nhiều các cái sàn thôi thì khác tí nữa mình sẽ làm một bản thống kê cho anh em cụ thể luôn Đấy. cái này gì đây? à, cái này là vôn ok tiếc nhỉ dự án này biết sớm mà anh em cày vôn bên này hay phết đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá dự án này cũng đã lên coi make rồi tổng cung cái thứ anh em biết hết rồi nhá đấy thì nói chung không còn gì phải review quá sâu nữa bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung của dự án luôn à, tối nay thì cái, cái event này sẽ có tổng pool là 745.000 nghìn à, token VRTX Anh em thấy số này là nhiều hay ít Dự án này nếu lít thì sẽ đi từ giá yêu. Nó sẽ có thể đạt từ giá yêu và thông thường thì giá yêu như vậy thì nó có thể ít được 3 lần trở lên. Thì dự án này kể cả nó có chia 3 đi chăng nữa thì nó cũng là giá 0.3. Và 0.3 thì kèo này cực ngon luôn, 0.3 nhân với lại 745.000 là 233.000 đô để làm media. Đấy. Nếu mà dự án này mà nó cầm được cái mức giá tầm 2 đô mà lúc trả mà được một đô ấy Thì cái pool này cực khủng luôn Đấy nhưng mà dự mình nghĩ là không chắc là nó cầm được cái giá tầm độ 2 đô không Bởi vì là cái cáp cũng rất to 2 đô thì cáp là 2 tỷ Đấy 1 đô thì cáp 1 tỷ thì cáp 1 tỷ hoàn toàn có thể anh em ạ à. Hẹn với chương cáp 1 tỷ là có thể nhá Nhưng mà nhìn chung là quan trọng lúc trả nó được mấy đồng cơ Đấy thì khả năng là nếu mà cáp 300 triệu thì mình nghĩ với một cái dự án đẹp thế này rất là phù hợp rồi nhé yeah. đấy thì lúc trả khả năng anh em thì anh em thấy cái pool này khá lớn và đây thì chúng ta thấy là cái thời gian sự kiện chúng ta vẫn có các hoạt động trước tiên là hoạt động lạp tiền ờ, để tham gia bất kỳ một cái hoạt động nào ấy thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ cần phải nút đăng ký trước tiên mình làm luôn cái phần bước đăng ký cho anh em anh em chú ý chúng ta sẽ cần phải nút đăng ký nhé Đấy, chúng ta đăng ký tham gia thực kiện và nó sẽ hiện cho chúng ta về cái lượng tiền lạp tiền lên trên sàn và anh em sẽ cần phải đáp ứng được cái số tiền lạp lên trên sàn này. Đây là một cái điều kiện tiên quyết thì anh em có thể làm ngay lúc này nó đã bắt đầu tính rồi vì nó đã chạy sự kiện từ lúc 10 giờ UTC ngày 21 rồi mà. Được chưa? Rồi ok. Thì ở đây ấy thì chúng ta sẽ thấy luôn nó sẽ có động thì cho người mới thì vẫn là nạp với ít nhất là 250 VRTX rồi hoặc là anh em sẽ làm 100 đô và mua một lượng VRTX uh, trong cái giao dịch đầu tiên ở trên nền tảng Bybit thì các anh em lưu ý sau đó thì 3.000 người uh, 3.000 người đầu tiên thì sẽ nhận được 100 VRTX thì mình tính nhẹ cho anh em luôn 100 nó là bao nhiêu 100 nhân với giá 0.3 thì anh em sẽ có là 30 đô Đấy còn nếu mà nó muốn làm một đô Nó mà cầm được giữ được giá một đô Thì anh em sẽ có 100 đô Đó ngon chưa Đấy Rồi ok Rồi tiếp theo là gì ạ Tiếp theo là anh em sẽ Có một cái giải thưởng tiếp theo Đó là những cái tài khoản đã tồn tại là năm Sẽ có 50.000 VRTX Tức là uh, Tất cả những cái user by bit uh, Trước ngày 21 tháng Trước trước cái thời gian sự kiện này này Đấy, đăng ký ấy, thì anh em sẽ có cơ hội nhận được 50 VRTX Thực ra thì sẽ là 1.000 người đầu tiên thì vẫn là điều kiện nạp Hoặc là anh em sẽ nạp 100 đô và mua 100 đô VRTX Thì chắc chắn là anh em sẽ chơi thích cái kiểu nạp 100 đô và mua 100 đô VRTX hơn đúng không ạ Đấy. Thì cái này thì rất rất đơn giản với anh em luôn Và 1.000 người đầu tiên thì sẽ nhận được giải thưởng này còn nếu như mà anh em thắc mắc ấy, nạp vào có cần phải hầu hay không ấy thì vừa rồi cái sự kiện lốt vừa rồi, rồi đấy mình là mình mua vào bán luôn được nhá, được chấp nhận được tính nhá. lại thì anh em cứ tự tin lên. Đấy. Tức là anh em không cần phải hầu không cần phải hầu không không phải là nạp lòng, không phải mua lòng đâu. Chúng ta chỉ cần mua là đà thôi. Bây giờ thì mình chưa đạt đủ điều kiện uh, nạp này. Đấy, anh em thấy không? Thì bây giờ thì các bạn có thể là rút tiền từ sàn ra là nạp lại cũng được, không, không, sao cả nhá. Ngon. Kiểu ngon này đúng không ạ? Ok, tiếp theo Phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở đến trước nhận trước dành cho 1.000 người đầu tiên Đến trước giữa người À, có một số bạn hỏi mình là bây giờ mình làm nội bộ được không? Làm nội bộ không mất phí mà đúng không ạ? Không được Nha làm nội bộ đi luôn ạ ừ, Vừa rồi mình có tí việc mình ra ngoài một tí Nhưng mà không biết là đã nói cái đoạn nào rồi ờ, Thực ra thì đối với cái sự kiện đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ lại với anh em Để Từ đầu đi À, đó là chúng ta vẫn có những hoạt động ừ, đấy hoạt động sau khi chúng ta đã nút vào đăng ký nút đăng ký rồi hôm nay thì chúng ta mình đã hướng dẫn cho anh em ở trong cái phần nút đăng ký rồi đúng không ạ rồi thì các bạn trong hoạt động đầu tiên ấy, thì các bạn có yêu cầu là các bạn là nạp tiền hoặc là mua uh, mà tiền và mua uh, VRTX với số tiền bất kỳ và ba người đầu tiên sẽ nhận được giải thưởng này là 100 VRTX đấy còn cái hoạt động thứ hai thì sẽ là nhận được 50 VRTX À, đúng ạ cũng à, với điều kiện nạp tiền và mua 100 đô cái này này thì nó mua 100 đô nha là chị của VRTX với tài khoản đã biết chúng ta 1.000 đầu tiên thì sẽ nhận được thì có phân thưởng 50 thì hôm nay mình cũng đã tính cho anh em rồi đấy 50 VRTX thì nhân la thì nó sẽ rơi tầm khoảng là được 15 đô đúng không ạ à, theo giá IEO tạm gọi cái IEO nhé rồi tiếp theo là cái sự kiện stack thì stack thì các bạn cũng ít chơi thì mình cũng ít stack mình cũng không không có nói mạnh về cái vấn đề stack Đấy, kênh chúng ta thì ít có ít có stack. Rồi ở đây thì các bạn có thể tham gia hoạt động tiếp theo là hoạt động chơi tu ơn tức là 250 VRTX. Thì hoạt động chơi tu ơn này thì anh em đạt ở trong cái ranking từ 6 top sáu ấy thì anh em sẽ nhận được 25 VRTX. tổng phần thưởng là 155 năm 155.000 VRTX đấy nó sẽ thi chia theo thứ hạng nhé đấy thì anh em ở trong cái top nào thì nhận phần thưởng top đấy thì thực ra cái chơi volume này cũng, cũng dễ thôi đấy thì anh em chúng ta có thể uh, chơi top để có uh, đua ranh để có thể nhận giải thưởng đấy thì đấy là tất cả những cái sự kiện những hoạt động này thì chắc bây giờ mình sẽ chia sẻ hoạt động với anh em mình phải nhận định đây là một cái dạng dự án rất là ngon và cái chương trình lốp rất là ngon thì hy vọng là anh em trên kênh chúng ta chúng ta cố gắng tham gia vào cái sự kiện đi tinh này thì các bạn có thể nhận được phần thưởng tương ứng nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo